Số 27 ha, cũng gắn gần gần rồi, cũng gần xong phần MCA rồi ha. Rồi bài số 27 thì mình sẽ đi cấu hình cái chức năng là File Rent Password Policy ha, như tắt là PSO á. Thì cái bài thực hành này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cấu hình File Rent Password Policy ha, để thực thi Password Policy và Account Logout Policy ha, cho từng cái nhóm người dùng cụ thể. Rồi thì đây chúng ta sẽ sử dụng hai máy ha, một con là DC1 ha, là domain controller ha, cái domain vietlau.vn. Rồi con DC1 ha, đã join domain client ha mọi người. Rồi thì ở đây là chúng ta mặc định là khi chúng ta join vô domain ha, thì chúng ta sẽ bị áp cái policy là default domain policy ha. Thì trong cái bài lab này á, thì mặc định là password đơn giản ha. Đây. Coi như là cho phép user đặt password đơn giản. Rồi thì mục đích của mình là có một số user họ sẽ đi công tác ha. Nhưng mà nếu để cho họ sử dụng password đơn giản thì nó không có security. Rồi mình sẽ bắt buộc họ phải sử dụng password phức tạp ha. Rồi đó là nội dung chính của bài lab ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ mở Hyper-V lên ha. Ở đây chúng ta sử dụng hai máy ha, DC1. Rồi chúng ta sẽ revert lại. Rồi start lên ha. Cũng như PC1. Rồi start lên luôn. Rồi để mình mở cái phần ghi chú qua nha. Rồi bước 1 ha, chúng ta sẽ đi tạo OU nè, user account cũng như group ha. Rồi mọi người chờ chút xíu nha, nếu nó chưa có, nếu mọi người chưa có thì mọi người đi tạo ha. Rồi chúng ta log on ha, log on với domain admin nha. Ok. Rồi giờ chúng ta trước tiên chúng ta sẽ đi kiểm tra cái password policy ha. Ta mở group policy management lên. Rồi vô default domain policy ha. Rồi chúng ta vô cái phần security nè. Account policy, password policy nè. Rồi mọi người xem ha, mặc định chúng ta đang sử dụng password policy phức tạp đơn giản nha. Là coi như là hệ thống đang sử dụng đơn giản. Như là không có quy định bất cứ gì hết ha. Rồi có thể sử dụng password trắng được. Không có giới hạn về chiều dài ha, cũng như là password đơn giản, không cần ký tự hoa, ký tự thường hay số gì hết, nói chung muốn đặt gì cũng được. Rồi. Đó là default của chúng ta ha.
Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ mở công cụ Active Directory User Computer lên ha. Rồi đây giờ chúng ta sẽ đi tạo user ha. Rồi đây giờ mình sẽ tạo đơn giản nha. Mình có sẵn U1, U2, U3 rồi. Bây giờ mình sẽ đưa nó vô một cái group. Vô đây mình đặt là kinh doanh đi. Cho nó dễ phân biệt ha. Rồi, kinh doanh member U1, U2, U3. Ok. Rồi, mình đi tạo tiếp U4 ha. U4. Rồi ở đây mình nó cho phép sử dụng mấy hoạt đơn giản ha, cho nên mình đặt đơn giản luôn U4 luôn ha. Rồi, U4 luôn. Rồi tương tự luôn ha, mình tạo U5. U5. Rồi, mình cho 4 U5 là một cái group kế toán nha. Rồi, nó dễ phân biệt. Rồi, đi add U4 U5 vô. Rồi. Giờ mục đích của mình là mình muốn cho cái group kế toán này ha, bắt buộc phải sử dụng bắt buộc đơn giản, bắt buộc phức tạp. Như là user kinh doanh thì nó sử dụng mất hoặc đơn giản được rồi, nhưng mà kế toán ha bắt buộc phải sử dụng mất hoặc phức tạp 8 ký tự trở lên ha, và có chữ hoa, chữ thường, số gì đó để tăng cái tính skill cho những cái user thuộc phòng kế toán. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái máy PC1 ha. Tôi sẽ log on thử U4 với U5. Rồi, tôi log on ha. U4. Bắt buộc là U4 luôn ha. Rồi, vì đây là máy log on lần đầu ha. Nên mọi người chờ nó tí xíu. Nó sẽ đi tạo cái profile. Rồi, giờ chúng ta thử cho đỏ quạt nha. Rồi, mặc định là chúng ta đã lúc ta tạo là U4 ha. Thì chúng ta sẽ để trắng luôn. Ok, đó. Bây giờ là user U4 là mặc định là bắt quạt trắng rồi. Đó, mình lock on luôn nè. Thì như vậy thì rất là nguy hiểm ha mọi người. User của phòng kế toán sử dụng bắt quạt trắng thì rất là nguy hiểm ha. Bây giờ mình sẽ đi tạo một cái file range password policy cho cái phòng kế toán này nè. Bắt buộc phải sử dụng password phức tạp ha. Rồi. Thì cái này tương tự cho U5 cũng vậy nha. Bây giờ mình sẽ đi tạo một cái file range password policy ha. Giờ mình đóng lại đi, hết sử dụng ha. Rồi mình qua cái phần ghi chú nè, bước thứ hai ra đi tạo file chiếc xài này. Password policy. Rồi chúng ta sẽ quay lại con DC1 ha. Chúng ta sẽ vào tool nè, Active Directory Admin Distributed Center. Rồi, trong việc lao local ha, chúng ta bùng ra, chúng ta đi kiếm cái System Content, System Container nè. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi
Trong system chúng ta sẽ mở password setting container ha. Đây, password setting container. Rồi, trong cái mục start ha, chúng ta bung new nè. Chúng ta chọn là password setting. Rồi. Ở đây chúng ta đặt là BSO1 đi. Rồi, cửa sổ relay password setting ha. Chúng ta nhập thông tin như hình bên dưới nha. Rồi đây chúng ta cho 8 luôn đi. Đây là cái hình mình mô phỏng ha. Mọi người thích như thế nào thì có thể tùy chỉnh theo ý nha. Đây minimum password length cho 8 ha. Number password remember thì chúng ta cho 60 để cho nó lâu chút. Rồi, end for knock out ha. Chúng ta cho 3 ha. Rồi, mọi người làm giống cái hình này ha. Đơn giản nha. Mọi người có thể thêm chỉnh, tùy chỉnh để thấy thích ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ add cái group kế toán vào ha. Kế toán. Rồi, bấm check name. Ok ha. Direct apply to. Rồi, kế toán. Rồi, ok luôn nha. Rồi, kiểm tra là chúng ta sẽ có một cái BSO1 ha. Rồi, đúng rồi ha. Ok. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ đi kiểm tra kết quả. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng máy PC1 ha. Rồi, lúc nãy chúng ta log on với U4 là password trắng nha. Mọi người đã đổi ngay từ lúc đầu rồi, đúng không? Giờ mình sẽ enter vào ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi password ha. Rồi, mình new password mình đặt là 123456 nè. Rồi, confirm ha, 123456. Bấm submit nha. Không thể ha. Yêu cầu là password chúng ta phải phức tạp ha. Rồi, ở đây chúng ta đặt password là phức tạp. Submit. Ok. Rồi, mọi người thấy ha. Rồi, ta sẽ ao nha. Rồi, chúng ta tương tự chúng ta cũng kiểm tra với lại U5 nha. Rồi, U5. Thì U5 lần đầu on lock on lần đầu tiên lock on ha. Cho nên mọi người chờ tí nó đi tạo profile nha. Này mình test cho nó kỹ luôn ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành đổi password cho U5 nè. Password cũ là U5. Password mới là mình đặt 123456 78. Rồi, thỏ điều kiện là 8 ký tự ha. Rồi, bấm chain. Nhưng không được ha. Nó yêu cầu phải phức tạp nữa ha. Rồi. Phải thỏ tất cả điều kiện ha mọi người.
Rồi, enter thành công ha. Rồi, giờ mình sẽ size out cái U5 luôn nè. Rồi, tương tự mình sẽ lock on thử U1 ha. Tại vì U1, U2, U3 là thuộc phòng kinh doanh ha, không có chịu ảnh hưởng của cái BSO. Chỉ có U4, U5 thôi. Bây giờ để chúng ta tạo một cái quạt đơn giản nè. Rồi, mình đặt 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ok. U1 được ha mọi người. Tại vì U1, U2, U3 là thuộc phòng kinh doanh ha. Chỉ có U4 với U5 mới thuộc phòng kế toán thì bắt buộc thôi. Rồi, ok. Hôm nay mình đã trình bày với mọi người xong cái phần tạo file range password policy ha.